Hồ Vinh Hoa gặp Lữ Không năm 1979. Hồ Vinh Hoa cầm đỏ dùng phi tượng. Lữ Không đối phó bằng tả trung pháo. Đỏ bình pháo đổi xe. Đổi lại. Đỏ có thể đi tốt 7 tiến 1. Đến đây, đen có hai khả năng. Như đen đi tốt 7 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế lớn. Hai là đen đi xe 7 lùi 2. Cờ đỏ ưu thế. Hồ Vinh Hoa pháo 2 bình 1. Đen đổi xe. Đổi lại. Đen đi xe 8 bình 7. Cờ đỏ khai cục vừa lòng. Lữ Không xe 8 tiến 3. Đen tốt 7 tiến 1. Đổi lại. Đen đi tốt 3 tiến 1.
Cờ đỏ, vừa lòng. Lữ Khâm tốt 7 tiến 1. Ván cờ tiếp theo. Đỏ tiến tốt, đè mã, nước cờ chính xác. Đen lên sĩ. Đổi lại. Đen có thể đi mã 1 lùi 3. Nước cờ hay hơn. Như tiếp theo. Cờ đen có thể ứng phó được. Đen sĩ 6 tiến 5. Đen mã 1 lùi 3. Đổi lại. Đen đi pháo 5 bình 4. Cờ đen chưa đến nỗi nguy hiểm. Lữ Khâm mã 1 lùi 3.
Đến đây, cờ đen mã phải bị vây khốn, cờ đỏ ưu thế lớn. Lữ Khâm cầm đen buông cờ chịu thua vì thấy không cách nào chống đỡ được khi hai tốt đỏ xâm nhập cửu cung. Mời các bạn xem lại diễn biến của ván cờ.
đỏ thắng cờ.